Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái bộ tạo xương sơn loại 25W này. Ở đây thì mình đã chế thành một cái bộ hoàn chỉnh này. Các bạn có thể nhìn và làm theo. Thì ở đây cái đầu tạo xương này, mạch này, mình gắn nó vào một cái lọ nước này, đã khoét cái lỗ ở đây, bắt ốc và bắn keo cẩn thận, bắn keo tất cả các cái vị trí mà nước có thể dò ra đây. Đó, dây này thì biến trở đây. Biến trở mình cho vào trong hộp này, nguồn này, phần nguồn mình cho vào trong hộp này. Đây là phần led hiển thị này. Đây, led hiển thị và công tắc trừ đây. Và đây mình gắn thêm một cái quạt 12V loại 5,5 x 5,5. Đó, lấy nguồn 12V ở cái bộ nguồn kèm theo của bộ tạo xương sơn 25W này. Đó, và đây mình lấy nguồn trực tiếp 220 vào hai cái chân ở đây. Đó, nguồn 220 đây. Luồn dây ra đây. Tiếp theo, ở cái phần nắp của hộp này, mình khoác bắt hai cái lỗ ở đây, khoan hai cái lỗ để bắt vít cho đây, bắt vít và cố định cái đầu tạo xương này và cái đầu lên đây. Đây thì mình đã vít xong, nó sẽ như này. Và tiếp theo nắp vào, bắt ốc ở bốn góc. Sau khi mình bắt ốc xong, đó, rất là gọn. Ở đây thì mình lấy dây thít. Nào, thì ở đây mình chót cắt cái ống ngắn quá nên là nếu khi mà sử dụng thì nó sẽ bị bắn ra ngoài. Đây, bây giờ mình test thử cho bạn xem. Đó, đặt 5 châm vào đây để đóng công tắc này, đóng nguồn 220. Và bạn biết trở đây. Đấy, thì như các bạn đã thấy thì cái ống mình cắt ngắn quá nên là như các bạn đã thấy thì nước nó bắn hết ở ngoài. Thì mình đã kiếm được một cái búi đây, búi rác mà thường thường là mua về để rửa bát đấy. Đây, mình cho vào. Đó, đây thì bây giờ nước đã không bị bắn ra ngoài nữa, rất là mát. À, thì trên đây mình vừa giới thiệu một cách đơn giản để chế cho cái bộ tạo xương sơn 25W đây, rất là mát, rất là nhỏ gọn luôn, xương nhai khá là nhiều và mát. Với cái bộ sản phẩm này, các bạn có thể đặt nó lên trên bàn học tập hay là bàn làm việc để giảm cái nhiệt độ của thời tiết bây giờ. Đó.
Thì video của mình đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.